em, nhớ những đêm em thỏ thẻ. Nhưng em có nhớ gì về anh? Em chỉ nhớ những số nhỏ lẻ nó nằm trong ví cổ anh này. Anh không quan tâm ban đêm hay ban ngày, có em ở đây là điều anh muốn thấy. Ta sẽ nên viết để chia ngoài lúc này. Nhưng em ơi, anh đã sai, sai ngay từ lúc anh đáp câu thứ hai. Em chỉ xem anh là chỉ mới chưa chạy, nên cứ đâm đầu vào chuyện tên lừa mãi. Sau bao lâu yêu mới biết em đào mỏ, thôi thì quen người chờ em mới cùi chỏ. Chuyện tình chúng ta lần đây đã kết thúc, chúc em đi về nhà bị mày cấm túc. Nhất lẽ điện thoại phải trang mấy lúc này, nhưng những hình ảnh này cũng như anh mong thấy. Em mở bộ em với tiếng gì sắp sình, làm cho máu nghi cũng anh lên cao đây. Chuyện tình chúng ta bắt đầu từ bốn đường, bây giờ kết thúc cũng chỉ bằng hai viên yêu. Em say đắm thất bại trên tình trường, bây giờ em chỉ xem anh là kẻ điên.